mời cả nhà ăn cơm. Ơ kìa, mời lại nhanh, cháu mời ông, cháu mời bà. Mà khoanh cái tay vào nhá. Mời lại nhanh, cháu mời ông, cháu mời bà. Con mời bố mẹ ăn cơm chứ. Làm gì có chuyện mời một phát như thế. Thôi mời lại đi. Sao mỗi cái chuyện này mày cũng phải khó khăn đấy nhở? Mời lại nhanh nhá, mời lại nhanh, đi đâu hả? Lại đi đâu hả? Vào mời ông bà bố mẹ ăn cơm lại nhanh. Sao anh cứ phải lý sự thế nhở? Mỗi cái chuyện nhỏ con đấy mà anh cũng phải xé ra to làm gì? Thế rồi có vào mời lại không? Bây giờ mời nào chả được, em vẫn mời cả nhà đấy thôi, sao đâu? Vào con mời bố mẹ ăn cơm, cháu mời ông bà ăn cơm, vợ mời chồng ăn cơm, không có chuyện mời gộp thế đâu nhá. Ngoài miền Bắc nhà anh, phong tục tập quán từ xưa đến nay rồi, phải mời từng người một, không có chuyện mời lẻ, mời gộp thế đâu nhá. Vào nhanh. Sao anh cổ hủ ra trưởng nhở? Mời như nào chả được, miễn là mời cả nhà. Có gì đâu mà anh phải gây sự với em như thế. Nhưng mà ngoài miền Bắc nhà anh phải mời như thế, phải đúng tôn ti trật tự. Thôi, tốt nhất bây giờ em đi vào đi, không là bố mẹ ông bà anh đã bảo là anh không biết dạy vợ đâu nhá. Thôi đi vào đi, lễ anh chút. Làm sao có mỗi chuyện bé tí thế mà anh phải gây gổ gắt gỏng với em là sao? Anh mặc cái váy vào đi, cổ hủ quá. Thế có vào không? Anh đi vào mà ăn một mình. Này, em lấy anh về rồi nhá, em phải nghe theo phong tục tập quán nha anh nhá, đừng có mà như thế nhá, đi vào nhanh. Anh đi mà ăn một mình nhá. Nếu mà đi đừng có mà quay lại nữa nhá. Mày thức chưa tới đâu thì tao chiều mày tới đó, ra đường ngó trước ngó sau có chừng đầu mày.